Rồi, mở đầu video xin chào quý bà, các bác, anh chị và các bạn đang xem trên kênh Cuộc Sống Miệt Vườn nha. Này mẹ vô chị Hương có bánh tét, do thèm quá, bữa coi clip đám giỗ nhà mình á, tự nhiên cái thèm bánh tét ngon, tự nhiên nay gói ăn luôn. Sáng nay thì hai đứa mình vô ăn sáng, không mình hồi quay mẹ có bánh tét. Mẹ đi chợ mua đồ rồi. Sáng nay hai đứa ăn cơm gà. Gà này bình thường sẽ có thêm hành phi và bơ trứng, dầu trứng nữa. Nhưng mà này mình không ăn, mình không có để. Nhìn chạy. Khám mẹ nó nghe nói là làm sớm lắm mà giờ tới giờ này chưa xong nữa mà. Sáng mẹ đi chợ mẹ mua đồ một cái nữa mới. Thì mà hôm qua đâu nghe tính đâu 5 giờ vô nha. Đâu làm mà 8 giờ bắt lên nấu rồi. Sáng em vô nguyên nấu rồi kìa. Còn 5 giờ đó. Quên còn bán nữa, xin mình lấy cái nồi nè. Lấy gì vậy? Muối. Cho nó trình ra làm dễ. Cái này nhà mẹ mình thường là xào nếp. Xào nếp nấu sẽ lẹ hơn, khoảng chừng tầm 7-8 tiếng là xong. Còn nếu không xào nấu nước sống thì chắc khoảng tầm 12 tiếng á. Này là nước cốt nè. Nước cốt thì muối, đường. Trong cái mình để vô nếp nhiêu nước cốt đây là nhiêu nếp mình? 3 kg. 3 kg nếp. 1 kg một trái dừa. 1 kg là 1 trái dừa, 3 kg là 3 trái dừa. 3 trái dừa. Mà cái này mẹ mình ở nhà mẹ làm 4 trái. Cái này là khi mình dắt nước ra, khi bằng mình... không có dắt là không có để nước vô mà, nước cốt không hả? Không, nước cốt không à. Mình xào cho nước cốt nó rút vô trong nếp hết. Chụm riêu riêu cho nó nếp nó nở rồi rút. Xào này cũng lâu lắm á cả nhà. Quan trọng là vừa ăn ngon là cái này nè, cái phần vỏ nè. Chỗ mình này có hai cái đậu đen nữa. Đậu đen mình sẽ ngâm mà mình nấu trước. Trước mình xào nếp xong cái mình để đậu đen vào mình trộn chung. Còn cái này là chuối sim. Cái sim mình sẽ lựa sim chín á, mình nêm đường, nêm muối nè, rồi để hành lá vào. Cái mình đem mình phơi nắng một xíu cho nó tan đường ra hết. Khi mà nấu chuối nó sẽ đỏ, đẹp lắm. Nhà mình thường ăn chuối đậu mỡ. Đây là đậu nè. Còn mỡ đó, mỡ mẹ mình ướp sẵn nè. Đây, mỡ đây, nói có thịt nó gì á, ba gọi phải không? Ba gọi. Đây. Nó mở với Sài Gòn thịt ba gọi. Này mẹ mình cũng ướp sẵn luôn rồi nè. Ướp muối, đường, ngọt, về hành lá. Nhìn này ngon lắm, thơm. Một bí quyết quan trọng là mình sẽ để thêm tí rượu vào chuối á cho nó lên màu đỏ, nó dậy mùi thơm nữa. Đậu nấu ngon không? Nếp mình xào xong rồi cả nhà. Đậu xanh lồng hả? Ừ, không. Đậu đen. Đậu đen. Đậu đen xanh lồng. Đậu đen thường. Xanh lồng là cái hột trong màu xanh đó nè. Ừ, ở trong không, hột cũng đen vậy nào mà ở trong xanh lét à. Cái lồng á. Này mẹ thải nhiêu? Ba ký là nhiêu cái đầu? Mẹ làm nửa ký à. Nửa ký à. Rồi bắt đầu gói. Ủa hôm qua mẹ nói dân gói lông lắm mà. Lông mất mẹ hết rồi. Hú coi, kêu bà nội. Kêu bà nội của bác. 16 ở đâu? 16 nữa. Sáng nay 6 tuần thức nè, sáng ngày qua xin hô lắm con phụ. Nửa ký đậu, vậy là canh đi. Vừa luôn nè. Không có nhiều. Không thấy đâu, nó chưa có trộn nhiều rồi, để từ từ hả trộn được. Hả? Không biết coi ai nói không tin. Ủa mà chuối đậu mỡ này tôi không có nói, không có biết. Lấy cái muỗng mới được. Cái mai thì mấy mẹ chay lá dữ trời.
vừa chén không? Nó cắt cái cho nó vừa chén luôn. Ý, một lớp nếp, lớp chuối, lớp đậu, lớp thịt, rồi xong rồi lớp đậu, rồi chuối, chuối xong làm bao quát ở ngoài. Chuối là nằm ở ngoài thì luôn. Cắt như vậy này, chỉ có một cái vòng đỏ ở ngoài, ở trong là sẽ có đậu xanh, ăn sẽ bùi bùi. Ở ngoài nếp sẽ dẻo và béo, bùi nữa, có do có đậu xà đen. Gói này thì nó dễ gói hơn là nếp sống. Nếp sống thì khó gói hơn, phải có tay nghề hay cứng. Như mình gói nếp sống là mình gói không được. Ủa, là biểu nó lấy cái muỗng là lấy chưa vậy? Ủa, trời ơi. Gói đi. Mấy cái này nè là tập gói nè. Mình không có... Nếp rồi đó, mở lên trên đi. Chuối đậu mỡ này á là phải chiết cho chắc nha. Chiết cho chắc. Để lại. Tới chị Hương ra tay. Thay để lá chuối ngược rồi đó. Vậy? Dạ. Tập mà thấy tập mà. Tập đi. Chị biết sao ngược không? Đó. Hả? Biết rồi. Cái sao? Lột mày ra ăn nè. Giờ chưa biết ngược là sao ngược đó. Thì vậy nè, hồi nãy là ngược. Vậy tại sao ngược? Thì cái lá chuối này nè, vậy cho nó dài. Sao? Cái nè, cái lá này nè, chị ốp vậy nó sẽ bị gách. Mà chị ốp vậy nó đâu bị gách. Rồi giờ chị Hương ngồi chét quà luôn, giờ chưa biết làm sao nữa. Bỏ gì vô? Đây nè. Chưa biết làm sao hết cho nên ngồi chét quà luôn. Rồi để chuối lên. Đó, vậy đó. Nói hai trái mà cuối cùng cũng hai trái rưỡi nữa. Rồi. Nói gói gói nhỏ nhỏ. Làm hai trái thôi. Nhỏ nhỏ bự hả? Đoàn của chị Hương bị ốm nè. Lật lại chứ, lật cái chuối đó lại. Nè, cho nè. Không bậy, lấy bậy. Tay chứ không có lấy cái gắt được. Chở, đúng rồi. Lấy tay. Rồi lấy cái thằng lao để. Lấy tay chứ không có để gắt bằng gắt được. Chạy đó bên kia. Nó khó lắm. Ừ. Đó, cho cái lỗ hổm nằm, cái lỗ cong nó nằm ở trong. Ủa vậy phải hai trái rưỡi rồi hả? Đó, hai trái được rồi. Hai trái đi rồi. Rồi tới đậu, đậu, đậu xong rồi tới thịt. Nhưng nó nằm ngoài. Nhưng nó nằm ngoài rồi. Cái ốc lẻ. Ốc cái lẻ nó mới vô trong. Không, cái bánh này bột này nếp này dễ. Nếp này dễ. Được được rồi, cái đó được được rồi đó, đó nó liền liền mí rồi đó, liền hẹo rồi. Liền nhưng mà cái đầu nó thiếu thôi. Cái đầu hồi mình chút mình để vô sau. Cái đầu để vô sau. Đây nè, thấy cái đầu ấy đâu, đây nè. Nữa để nó không xuống rồi. Nó không có biết chứ người ta. Rồi nó được rồi đó. Trời, trời ơi, người đó. Ta gói như vậy là bà không bị nông nước. Tính ra là chị Hương gói đẹp nè. Nhỏ nhắn xinh xắn nè. Ừ, gói đi, tập gói đi. Rồi chê nãy giờ ai nhè gói đẹp quá trời luôn. Gói vậy đó được, nó gọn gọn nghe. Còn mà nó gói cái bẻ chém miếng mình, anh gói bự quá à. Chém thôi. Chém bà nội thôi. Hai đứa có mấy dây, chém dây cho bà nội. Ngoài trời đang đổ cơn mưa.
bự quá thay khé ra. Kêu nó trả lại. Lấy lẹm. Thôi đi, nó không biết nó ấy ra để mình tự khé đi. Mà béo này là mẹ đang gói đòn đậu mỡ. Cái đậu với mỡ thôi. Cho những đậu em không thích ăn rồi. Chuối. Gói hai đòn này. Ừ, chuối mà chuối nhìn bự nữa chứ không nhìn nhỏ nữa. Mua ở trong chợ này nè, ta gói sao mà trái chuối nó hồng với nó đỏ giống như mình. Thì đó, có gì vậy đó. Chắc không chín hùng hay sao? Chín hùng á. Mấy chín hùng nó mới đỏ. Chín nó mới đỏ. Chín hùng là nó bị tái. Bị hồng hồng tái. Mua chuối gì đó chứ mình cho nó chuối rồi trời. Mua gì tham ao vậy? Thì đang 3 kg tới 3 nãy là 3 nãy mới được. Ký nãy chuối. Ngoài ra thì nó tính vừa. Mấy đồng đó. Mẹ chưa có cục đâu nè hả mẹ? Không có làm gì chưa, mẹ mới chuẩn bị à. Như đây chắc cỡ chục đòn rồi mẹ ha. Mười mấy ạ? 3 kg là 12 đòn. 1 kg 4 đòn á. Rồi. Bây giờ là có thể là 13 đòn. 13 hoặc 14 nè. 30 nữa kìa. Chị mời chị Ba đồ về kìa. Dạ. Phải chưa? Phải không đi mấy? Không có gì đâu. Có chị Ba còn ai nữa không mẹ? Ờ, có ba bác hai. Bác hai trai, bác hai gái. Vợ chồng có. Có nói mà không biết có đi hay không. Tết bác Ba có hay gói bánh không bác Ba? Bác Ba ít gói lắm rồi. Giờ ăn ít rồi làm việc. Bác Ba gói chuối thôi hả bác Ba? Bác Ba gói chuối không à. Mà bác Ba gói là gói viên bự chứ không có gói viên nhỏ. Đó, gói chuối vậy đó, ăn ngán luôn mà. Nếu mà nếp mà mỏng là ngán lắm nha chị Ba. Vậy mà sao tôi chịu vậy nè. Tôi gói là gói viên bự. Nếp cho nó dày. Giống rồi. Nó dày nè. Gói đậu không, chuối không, không mà không nhận được ra tôi thầy chứ. Mà ai bị tiết lộ? Thôi mỗi lần đâu biết gói đâu. Tôi về nói với dì Chính nó nói ách ách, ta mua có bánh rồi tét rồi. Bà mà biết gói, trời ơi mày thử coi, cái trình gói đó thôi trời, trời, trời. Là chú Năm chỉ đó, hết năm nào cũng nhờ chú hết trơn á. Cái chú Hoa, cái chú chỉ. Chỉ cái miếng gói luôn. Giờ giỏi hồi mà ấy nè. Chị Hương cũng giỏi quá nè. Hả? Chị Hương cũng giỏi quá nè. Chê người ta không biết nói, người ta làm người ta gói vậy nên khổ. Mẹ kêu tập gói đi, hồi nãy kêu gói cái nấy thôi. Không biết gói, khó cuộc à. Kêu mẹ gói đi, cái nấy tập đi. Em thấy cuộc vậy chứ khó hơn gói à. Như em là em biết gói, còn cuộc thì em cuộc không có đẹp. Khó lắm á trời ơi. Chứ là chặt luôn. Thấy không? Giờ mình ngoại nha. Tập làm. Đây. Nó có ý lắm á. Nó ké làm chi mà biết làm mấy được chả. Vậy nè, rồi ké bỏ lỡ dở vậy nè. Ta ké gì rồi thôi. Đẹp như mơ. Đẹp rồi đó. Đẹp má. Đây. Là đeo đâu. Chị là chuối đậu mỡ hay gì vậy? Ừ, chuối đậu mỡ mà đeo cái lòng đậu á, làm có hai trái này, hai trái rưỡi. Cái chuối á. Ừ. Nó hơi ngắn thôi. Đây. Sức mạnh vô. Sức mạnh. Sức mạnh nha. Đó. Đây chuối đây. Rồi chuối cho đây đây, chuối đây để quanh này luôn đi. Đâu đây lá luôn mà lá rồi. Rồi gói giờ chuối đậu mỡ rồi. Gói mấy đòn chuối rồi. Gói chuối đậu mỡ đi, nào hết đi rồi gói chuối nữa. Rồi gói chuối đậu mỡ đi, nào hết rồi gói này nữa. Trộn trộn chuối ra đi. Rồi trộn rồi. Nhìn này biết đòn của con không ta? Biết liền vậy cháu. Chị làm dấu, chị ghi cái chữ Hương lên.
Cột, cột quay này nè, có cột của con, có cột thêm cái này. Vậy nè. Vậy là biết của con. Nè. Của chú Đồng Mở mới có hai đoạn à? Hai đoạn hả? Đây hai đoạn nguyên. Ủa này của chú Đồng Mở nữa hả? Vậy hả? Vậy để này đi. Chứ không phải có chú không hả? Rồi vậy có chú thì nó nói không? Gói cho hết thấy mỡ ta đẹp, đẹp đem để bển à. Đâu mẹ để dùng. Gói cho hết mỡ rồi cái mình dư à đúng rồi. Gói cho hết mỡ đi. Mưa cũng khá là lớn đó cả nhà. Nhưng mà không có dai. Gào quan gái con gái là thôi. Đây có cái ô chim kìa. Thiếu đậu rồi. Nhín đậu rồi. Thiếu đậu. Dư chuối. Gói hồi gói chuối không? Chuối mỡ chứ không có chuối đậu mỡ. Cát rồi đất thấy mình đang mua mình đất. Cát luôn rồi với ruộng rẫy đất cũng được. Đất thì nó mắc cát thì nhưng rẻ hơn. Cát rẻ. Nấu được mấy tiếng rồi em? Nấu mấy tiếng rồi? Chắc 3 tiếng mấy, 4 tiếng. 12 giờ là vậy là lúc em đi hả? Thêm nước không? Nó cạn nước là thêm nước không Dương? Nó hơi cạn cạn xíu rồi nè. Chăm thêm hả? Này có cái nồi này nấu nước cũng đỡ. Sớm giờ ra mới gói bánh tét xong cái mình chạy mình đi rước chú Sáu. Nghe chú Sáu về chơi. Chú Sáu là em của cha mình là thứ tư. Xong tới cô Năm là mẹ anh Vinh á. Rồi tới chú Sáu. Nay vô nhà xong chị Hương ăn cơm sáng giờ đến đây luôn. Giờ nay nhà ăn cơm với rau này làm gì em? Luộc hả? Nó canh hả? Canh chai. Canh chua. Canh chua chai. Hai tổ này. Chiều nay mình ăn đơn giản thôi. Để dành bụng tối ăn bánh tét thôi mẹ. Ừ. Nấu cái bếp, cái nồi này cũng lẹ đó. Tầm 6 tiếng tối, mấy thôi mẹ hả? Tối ba cắt bánh tét thử cái ăn bánh tét. Giờ ăn sơ cài. Chiều nay nhà mình ăn khô cá giò muối chiên cá lù đù. Rồi mời cả nhà dùng cơm nha. Mời cả nhà dùng cơm cùng gia đình mình nha. Cơm này là gọi cơm xế. Mình cái nhà ăn cơm. Nói bia lạnh nè. Bia lạnh thì hỏi đã. Rồi, vui uống không à. Em bỏ tủ lạnh hôm qua đó giờ. Bia thì uống đâu, uống lạnh được. Còn biết ra nước uống lạnh. Tủ uống liền rồi, lon nó vô là đổ là két nè. Em mấy năm. Để quá uống không ngon hơn. Chiều nay ăn cơm với cái khô chiên. Cái giò với khô lù đù. Canh chua chai ngon. Đó đó. Vô khô tú. Mặc được cái rồi. Rồi có cái hả? Uống cái chừng lo lon ngon. Thì đó đó. Uống rồi mình bị lon rồi. Uống
vô lâu năm mà già nó dài quá. Không như kia là ăn được, như là ngon, là to chứ là nó dài, nó dài. Ủa dài dài đó. Dài nó dài. Dài hơn thằng ấy luôn. Mấy năm bao nhiêu năm? Hai mấy năm. Hai mấy năm. Ủa? Cái trà này hai mấy năm. À, ủa kỳ vậy ta? Sao nó đụng vô trong tường giết cho nó phù mỏ. Mất máu, cá ta nhất không còn miếng máu mà. Vậy là xong mình lấy con cá lên ăn luôn. Tưởng nó ổng chài con cá ở ngoài hồ mình. Nhưng mà da có mồm mà sắc da, sắc miếng miếng á. Cũng như khó lắm như... Cả cái lù. Thế là tắt lửa để vô phần da. Ngon mà. Nấu bằng nồi điện sau 5 tiếng đồng hồ mình vớt ra thử ra chín này cả nhà. Nồi điện này nó lâu ghê, nó rộng, nó mau ghê. Chú Sáu đâu ăn này đâu? Không, không đang mới làm tóc đâu có ăn cái này được. Thử nếp. Vậy là thử đồ không hả? Thử cái muống rồi. Thì ngon quá nè. Đầu này chắc chị Hương ngó quá, đẹp nè. Thảo chưa? Gật đầu liền, gật đầu, gặp em là gật đầu liền. Như anh cảm giác như cái nhân này, cái đòn này nó hơi khô khô sao á. Nó chưa nở nhiều nè. Em cảm giác là nó chưa, chưa đủ, như chưa đủ thời gian á. Không sao, tại vì mình cũng mở tắt rồi nó cũng không nóng á. Đó giữ nhiều được thêm một miếng nữa. Rồi mà giờ mời cả nhà ăn bánh tét trước đây thử nghiệm. Mời cả nhà ăn bánh tét. Cái ngon quá, mẹ quá, ăn tiếp nữa chứ sao. Mẹ có ăn tiếp luôn cơm. Mẹ nhiều cơm. Quy sợi nóng ăn gì á. Bữa ăn chỗ chiên mà, chiên ngủ ngắt về mà không là nóng đó. Hình như nấu nhanh quá. Chưa thấy nó chừng cái ngoài khô khô sao á. Không có. Chưa. Giờ vớt ra treo lên. Mai cho nó dẻ lại. Tổng cộng được mấy đòn mẹ? Không biết tổng cộng được mấy đòn á. Tổng cộng nhân đậu. Nhiều người là thích nhân đậu không, nhiều người thích đậu mỡ, nhiều người chuối đậu mỡ. Nên mẹ gói là ba nhân luôn. Ai thích ăn gì ăn. Giờ thì về nghỉ ngơi. Cảm ơn cả nhà theo dõi video ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video ngày mai. Chào tạm biệt cả nhà nha. Thành quả ngày hôm nay của mẹ và mọi người.